Xin chào tất cả các em, rất vui được gặp các em trong tiết học ngày hôm nay. Ở tiết học này, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 19 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Để học tốt bài này, các em cần chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: hình 19.1, hình 19.2, hình 19.3, sách giáo khoa, sách bài tập, vở, bút để ghi chép các em nhé. Mục tiêu bài học hôm nay gồm: một, kiến thức nêu được thí dụ về hiện tượng trong thực tế chứng tỏ thể tích của chất lỏng tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi. Các chất lỏng khác nhau giãn nở vì nhiệt khác nhau. 2. Kỹ năng giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Làm được thí nghiệm ở hình 19.1 và hình 19.2 sách giáo khoa. Mô tả được hiện tượng xảy ra để rút ra được những kết luận cần thiết. 3. Thái độ yêu thích học tập bộ môn. Cấu trúc bài học hôm nay gồm có 4 phần: 1. Kiểm tra bài cũ. 2. Giới thiệu bài mới. 3. Nội dung bài học. 4. Củng cố. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung phần đầu tiên, ôn bài cũ. Ở tiết học trước thì các em đã được tìm hiểu về bài sự nở vì nhiệt của chất rắn. Bây giờ các em hãy nhắc lại bài cũ bằng cách trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1: nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn. Ở câu hỏi này, các em cần nắm cho cô nội dung sau. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Câu 2: khi tăng nhiệt độ của một vật rắn thì đại lượng nào sau đây của vật sẽ không thay đổi? A. Thể tích. B. Khối lượng riêng. C. Khối lượng. D. Trọng lượng riêng. Vậy khi tăng nhiệt độ của vật rắn thì thể tích của vật sẽ tăng, mà ta có công thức khối lượng riêng D bằng M chia V. Mà thể tích tăng thì khối lượng riêng của vật sẽ giảm. Tương tự, trọng lượng riêng thì bằng trọng lượng chia cho thể tích. Cho nên thể tích tăng thì trọng lượng riêng của vật sẽ gì? Giảm, chỉ có khối lượng của vật là không thay đổi. Vậy ta nên chọn đáp án nào? Ta nên chọn đáp án C. Vậy chúng ta tiếp tục qua câu số 3. Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh, nút bị kẹt, hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây? Vì sao? A. Hơi nóng nút. B. Hơi nóng cổ lọ. C. Hơi nóng cả nút và cổ lọ. D. Hơi nóng đáy lọ. Vậy theo các em ta nên chọn đáp án nào? Ta nên chọn đáp án B. Vì khi hơi nóng của lọ sẽ nở ra, thể tích tăng sẽ dễ dàng lấy nút thủy tinh ra, đúng không các em? Chúc mừng các em đã hoàn thành tốt các câu hỏi này. Chúng ta sang bài mới. Tại sao khi đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Để tìm hiểu nội dung này, ta tìm hiểu bài 19 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Nội dung bài học hôm nay gồm có 4 phần: 1. Làm thí nghiệm. 2. Trả lời câu hỏi. 3. Rút ra kết luận. 4. Vận dụng. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nội dung này các em nhé. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần 1: làm thí nghiệm. Để làm thí nghiệm chúng ta cần những dụng cụ gì? Dụng cụ thí nghiệm chúng ta gồm có một bình thủy tinh đựng nước màu, một chậu nước nóng, một chậu nước lạnh, ống thủy tinh cắm xuyên qua nút cao su. Sau khi chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm xong, các em tiến hành các bước thí nghiệm như sau. Bước 1: đổ đầy nước màu vào bình cầu. Bước 2: nút chặt bình bằng nút cao su có một ống thủy tinh cắm xuyên qua.
Khi đó nước màu dâng lên trong ống, đánh dấu mực nước ban đầu. Bước 3, đặt bình cầu vào chảo nước nóng. Bước 4, quan sát hiện tượng xảy ra với mực nước màu trong ống thủy tinh và kèm ghi nhận lại kết quả thí nghiệm. Điểm sinh nở vi nhiệt của chất lỏng. Chất lỏng chúng tôi sử dụng ở đây đó là nước. Chúng tôi đã pha thêm màu để các bạn có thể quan sát dễ dàng hơn. Ban đầu, một chất lỏng trong ống thủy tinh đó là ở vạch màu đỏ. Trước tiên, chúng tôi sẽ cho bình thủy tinh này vào trong nước nóng. Các bạn cùng quan sát thí nghiệm. Các bạn thấy rằng mực chất lỏng trong ống thủy tinh đang dâng lên rất nhanh. Điều này chứng tỏ khi chất lỏng gặp nhiệt độ cao, chất lỏng sẽ nở ra làm cho mực chất lỏng trong ống thủy tinh dâng lên. Hiện tượng các em quan sát được là gì? Các em sẽ thấy giọt nước màu dâng lên trong ống thủy tinh. Các em làm thí nghiệm tiếp theo. Bước 5, đặt bình cầu vào chảo nước lạnh. Bước 6, quan sát hiện tượng xảy ra với mực nước màu trong ống thủy tinh và các em ghi nhận lại kết quả thí nghiệm. Tiếp theo, tôi sẽ cho bình thủy tinh này sang bên nước lạnh. Các bạn cùng quan sát hiện tượng. Được. Các bạn quan sát thấy một chất lỏng ở trong ống thủy tinh đang hạ dần xuống. Điều này chứng tỏ khi chất lỏng chúng ta gặp lạnh thì nó sẽ hạ co lại, làm cho một chất lỏng ở trong ống thủy tinh hạ xuống. Hiện tượng các em quan sát được là gì? Sau khi đặt bình cầu ở chảo nước nóng vào chảo nước lạnh, các em sẽ quan sát thấy giọt nước màu sẽ hạ xuống. Sau khi làm thí nghiệm xong, các em trả lời các câu hỏi sau. Câu C1, có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh khi ta đặt bình cầu vào chảo nước nóng? Giải thích. Câu C2, nếu sau đó ta đặt bình cầu vào chảo nước lạnh thì có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh? Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng. Dựa vào kết quả thí nghiệm các em làm được ở câu C1, các em trả lời như sau. Mực nước dâng lên vì nước nóng lên nên nở ra. Câu C2, mực nước hạ xuống vì nước lạnh đi nên co lại. Chúng ta tiếp tục qua câu C3. Hãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét. Chúng ta tiếp tục làm thí nghiệm với các chất lỏng khác nhau nào. Chúng ta chuẩn bị 3 bình cầu, 1 bình rượu, 1 bình dầu và 1 bình nước. Đặt 3 bình cầu giống nhau. Đựng các chất lỏng rượu, dầu, nước có thể tích bằng nhau vào trong một chảo nước. Sau đó ta đổ nước nóng vào chảo và các em sẽ quan sát thấy nước trong các ống thủy tinh dâng lên khác nhau. Các em sẽ quan sát thấy ống ở bình rượu dâng lên cao nhất, ống ở bình nước dâng lên ít nhất. Qua thí nghiệm này, chúng ta rút ra được kết luận các chất lỏng khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau. Chúng ta sang phần 3 rút ra kết luận. Sau khi có kết quả của 3 thí nghiệm, dựa vào kết quả thí nghiệm, các em hoàn thành câu C4. Ở câu C4 này, chúng ta sẽ trả lời bằng cách chọn từ thích hợp để điền vào các câu sau. Vậy thể tích nước trong bình tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi. Các chất
chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt? Không giống nhau. Vậy qua thí nghiệm này chúng ta rút ra được kết luận gì? Chất lỏng nở ra khí, nóng lên co lại khí, lạnh đi. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt? Khác nhau. Các em ghi kết luận vào vở để học các em nhé. Chúng ta sang phần 3, vận dụng. Câu C5, tại sao khi nấu nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Các em suy nghĩ 5 giây. Các em có câu trả lời chưa? Vận dụng kiến thức vừa học, các em trả lời như sau. Vì khi bị nung nóng, nước trong ấm nở ra, nóng lên, thể tích tăng làm nước tràn ra ngoài. Tai nạn do cháy nổ ga diễn ra hàng ngày, cách vài ngày lại có tin một vụ nổ mà nạn nhân có thể bị bỏng nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Nguyên nhân nổ ga một phần cũng do người sử dụng không chú ý đến bếp khi đang nung nấu. Nhiều người đang đun nước hoặc nấu đồ ăn lại bỏ đi làm việc khác và quên mất mình đang đun nấu, dẫn đến nồi bị cháy khét, để gió tạt hoặc nước trào xuống bếp gây tắt lửa, trong khi ga vẫn bơm ra liên tục mà không được đốt cháy, từ đó có thể dẫn đến cháy nổ ga, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Các em qua câu C6, tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy? Các em 5 giây suy nghĩ. Các em có câu trả lời chưa? Câu trả lời của câu C6 như sau. Vì khi thời tiết nắng nóng thì chất lỏng trong chai sẽ nở ra, cho nên để tránh trường hợp nắp bật ra khi chất lỏng đựng trong chai nở vì nhiệt. Chúng ta tìm hiểu câu C7. Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1, ta cắm hai ống có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích bằng nhau và đựng cùng một chất lỏng, thì khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau, mực chất lỏng trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao? Các em suy nghĩ để có câu trả lời. Câu trả lời của câu C7 là mực chất lỏng trong ống nhỏ dâng lên nhiều hơn vì thể tích chất lỏng ở hai bình tăng lên như nhau. Mà ở ống có tiết diện nhỏ hơn thì chiều cao của cột chất lỏng lớn hơn nên dâng lên cao hơn. Chúng ta qua phần củng cố vận dụng kiến thức các em vừa học được để trả lời các câu hỏi sau. Câu số 1, điều nào sau đây nói sai về sự nở vì nhiệt của chất lỏng? A. Các chất lỏng khi bị đun nóng đều nở ra. B. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích cũng thay đổi theo. C. Mọi chất lỏng đều dẫn nở vì nhiệt như nhau. D. Khi nhiệt độ thay đổi thì khối lượng của chất lỏng không thay đổi. Các em suy nghĩ 5 giây. Và 5 giây bắt đầu. Vậy ta chọn đáp án nào? Ta chọn đáp án C. Mọi chất lỏng đều dẫn nở vì nhiệt như nhau là câu sai. Chúng ta tiếp tục qua câu số 2. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? Chọn câu đúng. A. Khối lượng của chất lỏng tăng. B. Khối lượng của chất lỏng giảm. C. Thể tích chất lỏng tăng. D. Thể tích chất lỏng không thay đổi. Các em suy nghĩ trả lời.
Và đáp án của câu C2 là C, thể tích của chất lỏng tăng. Các em trả lời câu hỏi ở phần đầu bài. Ăn, đố biết khi đun một ấm nước đầy thì nước có tràn ra ngoài không? B, bình, nước chỉ nóng lên thôi, tràn thế nào được vì lượng nước trong mắm có tăng lên đâu. Vậy theo các em, bạn nào đúng, bạn nào sai? À, chắc chắn câu trả lời của bạn Bình là sai. Vì nước nóng lên, nở ra, thể tích tăng lên sẽ tràn ra ngoài, đúng không nào? Có thể em chưa biết, sự nở vì nhiệt của nước rất đặc biệt. Khi tăng nhiệt độ từ 0 độ C đến 4 độ C thì nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi tăng nhiệt độ từ 4 độ C trở lên, nước mới nở ra. Vì vậy, ở 4 độ C, nước có trọng lượng riêng lớn nhất. Ở những xứ lạnh về mùa đông, lớp nước ở 4 độ C nặng nhất nên chìm xuống đáy hồ. Nhờ đó, cá vẫn sống được ở đáy hồ trong khi trên mặt hồ nước đã đóng băng. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Về nhà, các em làm cho cô bài tập 19.3, 19.4, 19.5. Các em đọc kỹ lại phần có thể em chưa biết. Các em nghiên cứu trước bài sự nở vì nhiệt của chất khí. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em. Cảm ơn các em đã cố gắng lắng nghe. Tạm biệt các em.